tụ có trắng nha bà con. Đây là cái đồ nắp ga gạo nè, không mà bà con sợ lâu ngày bị mòn qua mua thôi, có bán đơn giản, bán cái gì nè, nắp ga gạo đó có 1.800 ha. Đây, nắp nó vậy nè, phụ tùng thì đầy đủ hết rồi, bà con có mua thì gắn vô thôi, sẵn nè, thấy không? Đây là cái đồng của nắp gỡ trắng á, có trắng á, con sợ thời gian nó hư thì mua này gắn vô, đơn giản thôi. Thì có nè.